Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ SP Affinity Photo. Nghe đỡ chuối hơn là HP Photoshop nhỉ? Đây, ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái phần mềm mới, một cái phần mềm mới có trên Windows, có khoảng cỡ một năm, hơn một năm trước cho Mac rồi. Bạn mới ra bản beta cho Windows thôi, đó là cái phần mềm Affinity Photo. Theo nguồn gốc hình như đó là của Microsoft, nhưng mà mình không hiểu sao nếu mà của Microsoft thì nó lại có trên Mac trước chứ không có trên Windows trước. Hiện tại bản beta đang là miễn phí, các bạn có thể tải trên trang chủ Affinity, Google phát ra ngay, hoặc là các bạn có thể tải bằng cái link F-Share ở phía dưới, tại vì trụ sở nó bên nước ngoài cho nên nhiều khi cái server nước ngoài nó hơi chậm, tải ở nước ngoài nó lâu thì mình đưa các bạn cái server F-Share thì các bạn tải về nó sẽ nhanh hơn. Đây là cái giao diện khởi động của Affinity Photo. Nói sơ về cái tên thì có vẻ như là cái tên nó hơi khó đọc so với lại Photoshop nhỉ. Tuy nhiên không có vấn đề gì, tại vì Affinity nghe này nó cũng dạng là nó sang hơn so với lại nếu chúng ta chỉ gọi Photoshop thôi, hoặc cũng có thể là do chúng ta nói Photoshop riết rồi nó quen mồm rồi cho nên là nghe nó hơi chuối. Đây chờ dưới nó khởi động, anh có thể thấy là nó khởi động khá là chậm nếu mà so với lại Photoshop trên máy của mình. Máy của mình chạy Photoshop nó cũng không có tới lâu như vậy. Ở đây mình sẽ mở thử Task Manager, thì đây photo của chúng ta, nói ngắn gọn là photo, thì đây nó khoảng nó đang chiếm dụng cỡ 200 MB RAM, thì có thể có lẽ là nó tương đối cao đó, tại vì khi chúng ta mở một cái phần mềm mở nhiều hình á thì có thể là nó sẽ chiếm dụng RAM hơi khá khá. Rồi đây là cái bảng welcome screen của nó. Đối với nhà sản xuất, người ta giới thiệu là họ những cái phần mềm Affinity Photo này hoàn toàn có thể mở được những file PSD của Photoshop, và cũng có cả camera, có cái chỉnh sửa được file RAW giống như là camera RAW luôn. Ok, đây thì mình sẽ tạm thời tắt đi và mình sẽ mở cái file RAW lên để coi là nó sẽ hiện ra các bạn như thế nào, các bạn sẽ thấy ha. Nói chung là về cái giao diện thì bạn có thể thấy là nó gần gần, nó giống giống như là Photoshop vậy, cũng có adjustment, có layer effect style này nọ đó. Ở đây mình sẽ mở cái file RAW nào đó, stop sưu tầm đi. Mình sẽ tìm cái file RAW ha. Đây, mình sẽ lấy file RAW này chẳng hạn, file RAW này đi, click OK. CR2 file RAW. Thì đây nó sẽ bật lên cái giao diện chỉnh sửa RAW giống như là camera RAW. Đây là đang có cái hiệu ứng là loading. Loading một document đang chạy, có thể thấy là nó khá là chậm. Ôi, đây là cái chương trình chỉnh sửa camera RAW thì mình nó chắc nó không phải là camera RAW đâu, mà nó là một cái phần thuộc về cái Affinity Photo luôn, nhưng mà dạy nó không có tách biệt ra giống như là Photoshop và camera RAW. Ở đây nó chỉ là chung lại thôi. Thì đấy, có thể thấy là cái giao diện nó cũng gần gần giống, tuy nhiên nó tách ra, có thể thấy là đây là exposure, nó tách ra những cái này giống như cái tab bên camera RAW thôi, có exposure là tăng độ sáng này nọ, black point. À, sao lại không có waypoint đây nhỉ? Tất nhiên là nó phải có một số cái điểm khác, là cái thông số này nó hiện trên này luôn, kích thước rồi GB, RGB, cái kiểu ARS RGB hiện tại đang là sRGB, rồi chụp bằng Canon Mark 3 70-200 f/80 mm, đại khái thế. Ở đây nó cho mình cái profile lúc xuất ra luôn này. Đây nó cũng có thể nói là nó khá dễ control hơn so với cái camera RAW ha, tại vì camera RAW nó lại hiện một cái dòng xanh ở phía dưới ít khi chúng ta để ý. Đây cũng có shadow highlight, white balance và enhance, tức là contrast, clarity, saturation, vibrance gì đó. Lens thì cũng có lens correction với lại chromatic aberration. Có cả defrink nữa này, tức là cái chúng ta tự điều chỉnh lại cái viền tím đó, cái viền tím, remove lens vignette. Tức là cái chỉnh sửa lại cái tối góc ha. Một số cái lens nó làm ôi, đây nó đang chạy là chromatic aberration, nó đang tự động nó phân tích. Đối với mình nãy mình có chạy thử một lần thì anh cảm thấy những cái tác vụ của cái thằng Affinity Photo này nó khá là chậm với ảnh RAW. Mình không nghĩ là do máy mình yếu, tại vì nếu mà mình cũng sử dụng cùng cái ảnh này trên camera RAW nó nhanh hơn chứ không có chuyện nó lâu như vậy. Đây cũng có detail, noise reduction các kiểu, nói chung là nó cũng khá khá, nó giống giống với lại bên kia. Có một cái để ý, các bạn có thấy là bên này chúng ta không có thể chỉnh được màu không?
thì không có hue saturation, đó là hue rồi mấy cái spin cái gì rồi split color này nọ đó, nó không có. Bên camera rồi nó có thể nó thua thiệt hơn một chút xíu. Exif rồi focus exif nữa này, đó là tất cả cái thông tin này, author là Martin mã tin hay là cái gì đó, đạt thành lưu a@gmail.com à, đó là tác giả. Rồi khi chúng ta chỉnh sửa xong đại khái thế, mình chắc là mình sẽ chỉnh sửa sơ sơ lại ha, exposure lên tí xíu rồi màu vibrant mình cho lên chút xíu à, đồng lên chút xíu temperature có lẽ là mình sẽ cho nó hơi nóng nóng lên một chút xíu, tại vì độ tương phản độ trắng brightness và lại exposure thì có thể là nhiều bạn chưa phân tích chưa hiểu được. Exposure thì nó là thuộc dạng là ở phía dưới phía giữa chứ, là middle đó, mình kéo cả cây lên thì cả black point rồi white point rồi middle nó cũng kéo lên theo, còn brightness là phần từ đây trở lên độ sáng. Ok ha, contrast sẽ cho lên chút xíu cho nó nổi khối hơn. Đây không có cái highlight, mình sẽ giảm xuống cho rõ, shadow lên chút xíu rồi. Đại khái thế, sau khi chỉnh xong thì ta sẽ bấm develop thì nó cũng sẽ hiện ra. Bên này cũng có cái những cái gradient fill rồi những cái spot healing brush y chang luôn, không khác gì nhiều. Đây develop đang chạy ha, có thể là nó là những cái tác vụ nó khá lâu. Đây lúc đầu nó sẽ là adjustment như thế này. Các bạn có thể thấy ở cái giao diện của thằng Affinity Photo này thì nó nhiều màu sắc hơn, nhiều màu sắc hơn, cho nên là nếu các bạn nào trẻ trẻ, các bạn nữ thì có thể là sẽ thích cái này hơn, tại vì nó khá là trực quan, màu sắc này nọ nhìn nó cũng vui mắt hơn. Tuy nhiên đối với mình, nếu như nó có nhiều màu sắc như thế này á thì nó lại giống như kiểu nó đụng chạm với là hình chúng ta, nó không làm chúng ta tập trung vào cái hình được, thì nó cũng hơi có vấn đề đúng không? Như bên Photoshop thì nó xám hết. Rồi ok, đây chúng ta có thể thấy lướt sơ qua thì nó cũng có những cái như là filter blur này nọ, sharpen, distort, view những cái này. Rule không biết bấm cần chôn R nó có không? Có luôn cái rule. Ok. Và một cái đây những cái adjustment layer, level rồi curve rồi các kiểu, đây curve nó thay đổi vị trí đi. Tuy nhiên là nếu mà nhìn chung mà nó cũng gần gần như nhau, nó gần gần như là Photoshop vậy. Đây cũng có layer này. Layer này chắc chắn nó cũng giống thôi. Ở đây là mình sẽ thử tách, mình sẽ thử cái thuật toán của nó, ví dụ như là thuật toán là chọn nền này. Đây có thể thấy cũng có cái refine này, refine edge y chang như là bên Photoshop. Đây mình sẽ tả kéo chọn chọn cô bé này. Anh có thể thấy là hình như là cái đường kiến bò nó cũng chậm chậm hơn so với Photoshop, thành ra là nhìn nó cũng ảo hơn. Nói chung là cái Affinity Photo này sử dụng khá là ổn, tuy nhiên là mình thấy đối với cảm nhận của riêng mình thôi ha, thì có thể là Affinity Photo này sẽ còn phải nâng cấp thêm một vài bản nữa thì mới bị ổn được. Tuy nhiên hiện tại nếu các bạn thích thì có thể tải về bản beta đang là miễn phí, thì các bạn bản beta cho Windows ha, đang là miễn phí thì có thể tải về y chang, sử dụng rất là giống Photoshop. Như hiện nãy giờ mình dùng thì nó rất là giống Photoshop. Ok đây mình bấm Refine Edge rồi sao, Refine Selection. Có cái tác vụ nó chạy như thế này, property đó là cái bảng này đó, nó cũng ra như thế này, border rồi foreground background các kiểu này rất là nhiều, và nó cũng giống y chang như là bên Photoshop vậy. Chúng ta có thể bôi lại để chỉnh sửa lại cái viền được đó, lại khá là như vậy. Tuy nhiên đối với mình nói rồi, có vẻ nó chậm hơn Photoshop một chút xíu và cái độ chính xác nó có vẻ là tương đồng. Tuy nhiên mình cần một cái gì đó nó gọi là cái đột phá hơn, thì bấm Ctrl D rồi nó cũng vậy. Đây mình có thể là mình sẽ thử một số cái adjustment layer cho các bạn coi thử ha, ví dụ như là curve curve ôi nãy giờ đúng rồi chưa chỉnh màu được, thì mình sẽ selective color rồi selective color đi đó, nó hiện ra phía dưới này, có thể chỉnh cyan rồi riêng kênh màu red, kênh màu green, ví dụ kênh màu green ở đây mình muốn cho nó xanh hơn, xanh tươi mát hơn, thì có thể thấy là đây là mình có thể kéo tăng giảm. Vậy hay là vậy. Đó, thì qua layer đây nó cũng có này, thay hiện con mắt ở phía trước bây giờ nó lại ở phía sau, nó không phải con mắt nữa mà nó là dấu tích. Đây cũng có những cái blending mode này, đây cũng có những cái blending mode khá hay. Nói chung là nó cũng khá giống với lại Photoshop, và mình nghĩ là đây là một cái sự thay thế khá là ổn, và đối với mình đây cũng là một cái động lực, tạo động lực cho Adobe phải phát triển cái Photoshop nó mạnh hơn để mà đấu tranh với thằng này. Tại vì trên mức giá của thằng này á,
trên phiên bản Mac thì nó đang là khoảng cỡ 50 đô, 50 đô cho một năm hay là 50 đô cho một tháng đó. Nhưng mà nói chung với mức giá này thì nó rất là rẻ so với lại Photoshop nếu như có một bản quyền. Cho nên là Adobe sẽ phải làm nhiều hơn để làm sao để cho nó xứng đáng với lại cái giá mà người dùng người ta bỏ ra để mua phiên bản Photoshop so với lại phiên bản này. Tại vì đó là một cái động lực so với lại cái CC 2017 mới ra, các bạn để thấy mình review thì có thể nó chưa có phải là một cái sự đột phá gì nhiều. Chưa phải là sự đột phá gì nhiều so với lại CC 2015, trong khi người ta có cả một năm để người ta phát triển. Thì đây sẽ là một cái động lực, cái phần mềm Affinity Photo sẽ là một cái động lực rất lớn cho Adobe để nó phát triển Photoshop nhiều hơn. Và còn mình có link ở phía dưới cho nên là các bạn thể thử download về. Nếu các bạn sử dụng Windows thì các bạn có thể tải về chúng ta dùng thử bản beta coi thử coi sao, cảm nhận các bạn thế nào. Và cũng cho mình comment cho mình biết là ở trong cái tutorial sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì ha. Ở đây mình đừng quên like, subscribe và comment cho mình biết. Bye bye, mình sẽ gặp lại các bạn vào tutorial sau.